Chào mừng quý vị đến với chương trình Địa ốc Arizona. Có nhiều người thắc mắc là không biết tình hình thị trường địa ốc tại Arizona năm 2020 sẽ ra sao. Không biết nó có thuận lợi cho vấn đề mua nhà hay là cho vấn đề đầu tư bất động sản hay là bất lợi. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã hành nghề địa ốc tại Arizona trên dưới 15 năm và mỗi một ngày chúng tôi thở theo cái nhịp đập của thị trường. Thành ra có những cái thông tin mà chúng tôi nắm rất là vững, nhưng mà quý vị, đặc biệt là quý vị ở ngoài tiểu bang Arizona, thì có thể chưa có được nắm vững một cách rõ ràng. Cho nên mượn cái cơ hội này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số thông tin rất là quan trọng, mong quý vị lắng nghe. Cái thứ nhất, tiểu bang Arizona hiện nay có khoảng 7 triệu, trên dưới 7 triệu dân. Và quận Maricopa, tức là cái quận lớn nhất của Arizona trong 15 quận đó, và có tới là 4.4 triệu dân. Khoảng, nếu mà tính cho đến năm 2019 thì có thể khoảng 4.5 triệu dân, tức là 4.5 triệu. Và đặc biệt quận Maricopa nó bao gồm cái vùng cái thành phố Phoenix và vùng phụ cận, có nghĩa là Phoenix Metro Area, cho nên có khoảng độ 17 thành phố trong cái quận Maricopa, trong đó Phoenix là thủ phủ và sau đó là thành phố Mesa, thành phố Scottsdale, thành phố Gilbert, Chandler, Tempe và những cái thành phố khác. Thì thưa quý vị, đặc biệt trong vòng vài năm vừa rồi thì có những cái hiện tượng rất là đặc biệt và làm cho Arizona và đặc biệt là quận Maricopa County, tức là Phoenix và vùng phụ cận đó, trở thành một điểm nóng sốt về vấn đề địa ốc. Và đặc biệt là có rất nhiều người từ các tiểu bang khác dọn đến sinh sống tại Arizona. Riêng quận Maricopa có khoảng 73.000 người dọn đến trong vòng 12 tháng vừa rồi. Đó là một con số rất lớn, bởi vì đó là một cái sự tăng trưởng nhanh nhất trên toàn nước Mỹ. Cho nên Maricopa hiện nay được xếp là cái quận mà có dân số tăng nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì đó là một cái hiện tượng hết sức là đặc biệt. Chúng tôi được biết hàng Intel đang còn đóng đô tại thành phố Chandler, đang còn bỏ ra khoảng 5 tỷ đô la để xây một cái nhà máy nó gọi là Fab 42 để sản xuất những cái loại chip tối tân nhất thế giới và sắp sửa ra lò. Cách đây khoảng 2 năm thì hàng Apple đã về Mesa và đầu tư 2 tỷ đô la để xây dựng một cái công trình nó gọi là để mà lưu trữ các cái dữ kiện, các cái dữ liệu. Cũng tương tự như vậy, trong đầu năm nay hãng Google đã về Arizona và đầu tư 1 tỷ đô la cho cái data center của họ, cũng như là hãng Lucid Motor làm cái hãng sản xuất xe hơi thông minh và có thể nói là hàng sang, có thể lên tới 100.000 đô la một chiếc, thì đã break ground, tức là đã khởi công xây dựng cái nhà máy của họ ở tại thành phố Casa Grande. Thì nói chung là rất nhiều ví dụ, giống như là trong cái thành phố Gilbert mà chúng tôi đang cư ngụ ở đây, họ đang xây dựng một cái công viên để cho cư dân ở trong thành phố tới chơi thôi, nhưng mà tốn tới 100 triệu đô la, tức là rất là vĩ đại. Thưa quý vị, tại sao người ta dọn về nhiều như thế? Bởi vì những cái người mà đang còn tìm kiếm công ăn việc làm thì họ, và Arizona lại có nhiều công ăn việc làm, có nhiều cái hạng xưởng rất lớn và bỏ ra hàng tỷ tỷ đô la để đầu tư, cho nên họ thuê nhân viên đến đây làm việc, cho nên là người ta đến đây để làm việc. Cũng có những người ở cái tuổi về hưu và những ở tiểu bang khác thì có thể là thuế rất là cao, bảo hiểm rất là cao, hoặc là những thiên tai lũ lụt này nọ,
Cho nên họ chọn cái tiểu bang Arizona vừa an toàn mà vừa rất là dễ sống, bởi vì cái tiền bảo hiểm cũng giống như là cái tiền thuế đấy, nó không có bao nhiêu cả so với các tiểu bang khác. Và đặc biệt tiểu bang Arizona là một tiểu bang mà rất là an toàn, rất là ít động, không hình như là không thấy động đất, thiên tai, bão lụt, cháy nhà, hiện tại tornado và những cái thứ mà độc địa khác và làm cho đời sống của con người bất an. Và ngoài ra còn có nhiều cái lý do khác nữa mà chúng tôi không có tiền kể ra ở đây. Cho nên những cái yếu tố đó nó ảnh hưởng rất là trực tiếp và ảnh hưởng rất là lớn đến cái thị trường địa ốc tại Arizona, và đặc biệt tại quận Maricopa, cái quận mà lớn nhất của tiểu bang Arizona, gồm có khoảng 4 triệu rưỡi dân. Thưa quý vị, vào năm 2010, tức là cách đây khoảng 9 năm, cái số lượng nhà bán lại ở trên thị trường, không phải là không kể cái số lượng nhà mới, số lượng nhà resale đó, thì có khoảng xấp xỉ 40.000 căn ở trên thị trường. Đó là năm 2010. Nhưng mà đến năm 2018, tức là năm ngoái đó, thì nó xuống còn khoảng 17.000 căn nhà. Đó là một con số rất là thấp so với cái nhu cầu hiện tại của cái dân số ở Arizona trong thời điểm năm 2018. Và đặc biệt năm nay thì cái số nhà bán lại ở trên thị trường đó, trong quận Maricopa chỉ còn lại khoảng trên dưới 14.000 căn. Thưa quý vị, đây là một cái sự khủng hoảng thiếu, chúng tôi gọi là housing shortage, housing supply crisis, tức là một cuộc khủng hoảng thiếu về nhà cửa ở tiểu bang Arizona, và đặc biệt là vùng Phoenix và vùng phụ cận. Thưa quý vị, từ năm 2010 cho đến năm 2019, thì trong vòng khoảng 9 năm đó, giá nhà tăng khoảng 290%, tức là nếu mà tính trung bình ra thì nó tăng giá khoảng 32% một năm. Thì thưa quý vị, trước đây là nhà cửa thị trường địa ốc ở Arizona bị sụp đổ, cho nên sau đó khi nó trở lại đó, thì cho nên mới có con số vĩ đại như vậy. Nhưng mà riêng năm ngoái và năm nay thì ở trong quận Maricopa, chúng tôi thấy cái giá nhà nó tăng khoảng 10.5%, đó là từ 2017 đến 2018, trung bình giá nhà tăng khoảng 10.5%. Và theo dự đoán bây giờ, bởi vì con số nhà đang còn có ở trên thị trường để bán đó, thì còn rất là ít và thấp nhất trong nhiều năm qua, cho nên chúng tôi dự đoán qua năm 2020 là một năm rất là thiếu hụt về cái nhà cửa. Và như vậy, khi mà cái cầu nó cao hơn cái cung, cái demand cao hơn cái supply rất là nhiều đó, thì chắc chắn chúng tôi tin rằng gần như là chắc chắn 100% thị trường địa ốc năm 2020 sẽ là một năm rất là mạnh mẽ và phát triển, và đặc biệt là cái giá nhà sẽ tiếp tục gia tăng một cách đáng kể. Cho nên thưa quý vị nào có nhu cầu về mua nhà, hoặc là đổi nhà, hoặc là đầu tư địa ốc, thì xin quý vị hành động càng sớm càng tốt. Và đặc biệt trong cái chu kỳ 12 tháng một năm ở Arizona, thì 3 cái tháng mà mua nhà tốt nhất đó là tháng 12, tháng Giêng và tháng 2. Chúng tôi ước tính cùng một cái căn nhà khoảng 300-400 ngàn. Và mà nếu quý vị mua trong vòng tháng 12, tháng Giêng hoặc tháng 2 đó, thì quý vị có thể tiết kiệm tới 10-15 ngàn đô la. Còn nếu quý vị chờ qua tháng 6, tháng 7, tháng 8 để quý vị mới đi mua đó, thì lúc đó có hai vấn đề. Cái thứ nhất, lúc đó ai cũng đi mua và giá nhà nó cao lên khoảng 10-15 ngàn đô la bình thường. Và cái thứ hai là rất khó để kiếm ra một căn nhà vừa đẹp mà vừa rẻ. Chỉ có trong cái thời điểm mà người ta đang còn bận rộn đi lễ lược
và chưa có ai có cái thời gian, nhiều cái thời gian để lo lắng về vấn đề đầu tư mua nhà hay đổi nhà. Thì đây là cái thời gian quý, nhắc lại là tháng 12, tháng Giêng và tháng 2, đó là ba cái tháng tốt nhất để mua nhà tại tiểu bang Arizona. Nếu mà quý vị còn có những cái thắc mắc nào về cái thị trường địa ốc tại Arizona và cần những con số chính xác thì xin cứ liên lạc với chúng tôi. Sean and Kayla sẽ giúp cho quý vị hiểu một cách rõ ràng về cái tình hình địa ốc ở đây. Xin trân trọng kính chào quý vị. Số điện thoại quý vị có thể gọi là 480-678-8222 và xin cho biết là gặp Sean and Kayla. Cảm ơn quý vị. Xin gặp lại quý vị trong một lần kế tiếp.